Đây, ở đây có một ngôi chùa. Đây đây là trên này là chùa hay là gì vậy? Hai con thờ lô cốt của thờ vua Minh Mạng. À, cái lô cốt của thờ vua Minh Mạng. À, cái lô cốt của thờ vua Minh Mạng là ở trên này à? Đúng rồi. Thầy mà lên đây là thôi không có ai lên được cái trời. À, nhưng mà hồi hồi không ngày ý là hôm hôm bữa là thầy cũng ý là họ cũng xin đấy. Thầy đi qua nhà chị cho đây. Đây, nói đây cho thầy, mọi người xem thầy qua lần đầu tiên là thầy qua là vô đây là vô đây này Nam Dương Xóm. Ủa, ý là thầy Minh Tuệ hả? Ừ, thầy Minh Tuệ đó. Chị cúng dường thầy một cú bánh bò bía chan. Ủa, là lâu chưa? Lâu chưa chị? Lâu chưa, hầu hầu thầy đi qua cái đây mấy tháng thầy đi. À, thầy lúc là thầy đi ra Bắc ấy. À, đi ra Bắc á. À, là thầy có qua chỗ chị. Đầu buổi sáng Nam Dương Xóm. À. Vừa chừng mà thầy á, mà thầy có duyên mà thầy xuống lại đây á là thầy đi bộ lên là thầy ở trên mấy cái lô cốc. Ủa, thế là hôm bữa thầy xin ở trên này hả? Không, thầy lấy đi đo mấy tháng trước là thầy đi đo, thầy đi luôn. À, nhưng mà ý là thầy có bao giờ thầy nghĩ là ở trên này không ta? Không, thầy bị buổi sáng là thầy lên thầy đi thôi chứ thầy đem về. Ủa, được chứ, là sáng thầy cũng lên đấy hả? Ừ. À, đây cho mọi người xem này. Đây là trên đỉnh đèo Hải Vân. À, là trước đây là cũng nghe là ở trên này nó là gì chị em cũng nghe chưa rõ. Hải Vân Quang thờ vua Minh Mạng đó. À, Hải Vân Quang thời vua Minh Mạng. Minh Mạng đó, rồi sau này Pháp nó qua nó lập mấy cái lô cốt nó chiến tranh. À, lô cốt ở trên đấy. Ừ, mấy cái lô cốt nhỏ này của Mỹ này. À, Pháp. À, đây là quá đẹp. Ủa, cái này là xây dựng từ thời Pháp rồi. Rồi thời Pháp có, thời Mỹ có. À, đây cho mọi người xem này. Ở bên trên này cũng có luôn là gì? Ở bên đó là bên trên đó. Đây. Đây. Đó. Đây là tu ở trên này là đúng là an toàn luôn đấy. Đây là trên đỉnh núi của đèo Hải Vân. Còn ở trước trước mặt đây thì có thờ cái gì ở trong đấy không chị nhỉ? À, không có thờ một cái gì hết nhỉ. À, nó chỉ xây như vậy thôi. Có cái miếu của mẹ Quan Âm thôi. À, là có miếu của mẹ Quan Âm ở đấy. À, đó thì đây cũng là chia sẻ của mấy chị mấy cô ở trên đỉnh đèo Hải Vân. Đó cũng hay các cô các chị có hay theo dõi thầy Minh Tuệ không? Ừ, ngày xem biết ngày nào mình xem. Ngày nào mình xem thầy đây là thầy Minh Tuệ. À, ngày nào cũng xem. Và cũng có một nhân duyên là thầy đi qua đây là chị cũng giờ chị chạy nước rồi. Không nghĩ thì chị nghĩ thường thường là thầy đồ qua đây là chị hai kêu vô thì chị cho à, thôi. Nhưng mà cái lúc đó có ai đi cùng chưa? Không, một mình thầy, em thầy Minh Tuệ đi với mấy. À, lúc đó một mình thầy thôi. Mình à, một mình mà hồi đấy đã ghé chỗ chị. Mà lúc đó là mấy tháng trước đấy là đang đi ra mà. Đi ra, đi một mình chứ. À, ăn đi ra. Sáng vô đây hỏi thì ăn cái chi không con cũng giường thầy chị đưa hai gói mà thầy lấy một gói. À, là gói gì hả chị? Bánh bò bía chay. À, bánh bò bía chay. À, là chay nước nữa. Là chị có đến đây rồi chị cũng có cho một chai nước với một chai gói bò bía chay đó. À, thầy có nghỉ ở đây không chị? Thầy có nghỉ ở chỗ nào? À, đấy là lên ăn thọ thực buổi sáng. Không, mình lên chị thọ thực cho thầy, có thầy đi thôi chứ thầy. À. Chắc thầy xuống thầy tìm cái chỗ nào ấy. Vâng, đó thì mọi người có thể thấy rằng đây là một cái địa chỉ là trên đỉnh đèo Hải Vân. Đây mọi người thấy không? Đó. Ở đây là giáp ranh Huế và Đà Nẵng. Đó. Và anh em này cũng đang về hết. Ừ, đang về hết. Bởi vì là hồi ra đấy thì cũng đi một chiếc đi bộ thôi. Nào mệt quá nên là lúc đấy mới mua một chiếc xe để đi theo thầy để quay đi cái cảnh phía trước ấy. Đó, thì chứ bây giờ rồi không đi bộ rồi xe cũng mới mua để mình đi theo thầy chứ không biết đi làm sao được. Đó, hôm nay cũng vô tình là có duyên. À, mấy chị này cũng đã từng gặp thầy Minh Tuệ rồi, bây giờ nghe thầy chuẩn bị quay vào, các chị có mong thầy đi qua đây không? Có, mong chứ. Vãi ngày vãi đêm chứ, mưa ước cho thầy tới đây à, chứ. À, là cũng mong là thầy đi qua đây. Ở trên màn hình thì thấy nhiều rồi, nhưng mà quan trọng là mình nhìn tận mắt thầy. Còn xem hôm nay có khác giống như mấy tháng trước không? Rồi, ok, xem thử cái như hôm trước mà chị thầy đen, chị thấy trong mấy hình là chợ đen mà bà ốm hơn. Nắng mà, em đi theo em còn đen hơn thầy. Đen, ốm, có ốm em, có ốm hơn ngày trước. Đó là cách đây mấy tháng là thầy có đi về đây ra Bắc, là lúc đó là cũng ghé vào quán của các chị đây. Nhưng mà bây giờ thì chị quay thầy quay vô thì cũng bây giờ là chắc là cũng phải tạm ở một thời gian. Bởi vì là bây giờ khi mà người dân quá đông, chị thử nghĩ coi bây giờ hôm nay là phải làm hơn 70 80 sư. Đúng rồi. 80 sư. Mà khi mà di chuyển qua một con đường chị biết rằng là nó tắc đường luôn rồi, nó qua đường nó là một cái gì rất là khó. Chứ ở đây là mong ước của chị là trong cho thầy đi bộ lên đây, cái thầy tu ở trên này vài ngày. À. Ở đây này ngày xưa rồi chiến tranh cũng chết nhiều lắm. À. Là ngày xưa cũng là chiến tranh là ranh giới ở đây. Dạ. Rồi xe của ngày xưa đều hải vắng, không có như thế này đâu, xe ngày nào cũng lặp có người chết chứ. À. Trừ thầy lên đây thầy tu là đẹp mà mát vài ngày. À. Mơ ước chừng nữa thôi. Dạ. Còn thì bà con cứ về đi, về đồ nghỉ ngơi đồ
chứ còn đi đông quá rồi lên đều cũng nguy hiểm. Nó ảnh hưởng đến thầy đúng không? Đúng rồi, nhưng mà thầy tới đó là thầy dừng là quá chi là tốt đó. Trong làm thầy là chắc chắn là như thế, chứ lên đều chặt chậu như này mà dân đồ đi đông đúc nguy hiểm lắm. Dạ. Yeah. Biết bao nhiêu người, trời ơi, hôm nay nói với chị là đi ra đây là biết bao nhiêu ngàn người. Đến Huế như kiểu là dân họ cũng bên lên Phật nhiều ấy. Nên là nữa có ngàn năm họ mới chứng kiến Phật. Đúng rồi. Mà đâu phải là chỉ có riêng ở Huế đâu. Có người từ Sài Gòn, từ nước ngoài bay về, từ Hà Nội bay vô. Đúng rồi. Chứ đâu phải là người dân đó đâu đâu. Nói chung là bây giờ đông quá, không có kiểm soát được. Nên là hôm nay thì các thầy Minh Tuệ thì cũng nghe nói là cũng không có đi bộ hẳn nữa, tạm thời một thời gian ẩn tu ấy, rồi đi ra đường. Bây giờ bây giờ chị thử nghĩ coi bây giờ mà thầy Minh Tuệ chưa đến Quảng Nam, chưa đến Đà Nẵng mà dân trong này đã xôn xao chuẩn bị rồi đấy, đó bắt đầu ở ngoài Đà Nẵng với Quảng Nam là bắt đầu xôn xao rồi đó. Thì bây giờ nếu như mà không có cái phương pháp nào đó thì làm sao mà đảm bảo là giao thông được? Đúng thời điểm, đúng lúc. Người dân vô quá đông đó, và bây cũng ngàn năm mà mới thấy là còn sống mà ai mà như ẩm được. Từ hồi xưa đến giờ các chị có thấy ai như Minh Tuệ chưa? Chưa. Đây là chị buôn bán ở trên đây, chị nói thiệt với em mà thầy tu đi tầng mẹt không, Mercedes không á. À, là đi xe sang không đâu. Xe sang lên đây không đó, đi rồi người này hầu người kia hại chứ đâu mà như thầy Minh Tuệ ra em. Dân thì dân buôn bán hồi xưa chứ chị chứng kiến gì thì biết. À. Đó, cũng có các chị ở đây cũng có chia sẻ là chưa có ai mà đi chơi thầy Minh Tuệ hết. Cũng mong muốn là thầy đi qua đây. Dạ, là chị có gặp thầy Minh Tuệ mấy lần rồi? Một lần. Một lần. Mà nó thầy đâu đi. À. Xong thầy đi liều tại ông gì nha. Mình phụ nữ. Dạ. Mà lúc đó cũng chưa ai biết thầy nữa. Chưa ai biết thầy. Sau này rồi khi mà hồi xưa chắc cũng có qua má anh quay YouTube ở trên núi trên đồ rồi. Vâng, nhưng mà hồi đấy cũng chưa có nổi tiếng như bây giờ. Bây giờ là nhiều người quay quá nên là nhiều người biết đến. Rồi là dân tình mình thì cũng kiểu là muốn tôn kính thầy Minh Tuệ, muốn gặp thầy một lần. Dân thì bỏ cả làm bỏ cả việc nhiều ra gặp thầy mà. Đúng rồi. Mà sợ mất thầy. Đúng rồi, họ lo lắng lắm. Bây giờ rất nhiều người còn đang gọi hỏi biết thầy đang ở đâu. Gọi biết rồi. Thì nhưng mà chị muốn làm qua là thầy mà lên đây mà cho cái nào cũng điện chỉ là xuống tác điện. Đây. Đó, đây là một cái địa chỉ có thể nói là nhìn hình ảnh rất là đẹp. Nếu mà thầy được lên đây ở như này thì an toàn, cũng như là ở đây ngày xưa là cũng có chiến tranh ở đây. Đó, chụp rồi. Đây là giáp danh Huế và Đà Nẵng em. À, là pháo đạn ở trên đấy tùm lum hết nha. Chiến tranh chụp cái đó. À, là cái này là xây từ thời Pháp thời Mỹ luôn. Trời ơi, là cái này là cái xây dựng này từ thời trước mà vẫn còn đẹp như vậy luôn. Người ta đang trùng tu đó. Trùng tu mà để là trừ cho thầy vô đó. À. Thầy vô là họ mở cửa cho thầy tu trên đó luôn đó. À, nhưng mà không biết là thầy có, nhưng mà có ý thì có ai nói vấn đề là thầy về đây tu chưa chứ? Chưa, mình cứ nguyện đó, nó đâu làm đó đâu. Nhưng mà có hàng ngày qua có hai anh là đi trong mấy sư thầy đó. Đó, chưa tu thôi. Vô đây điện xếp đây là xin để lửa, nhưng mà thầy mày vô nghỉ trưa là cho thầy nghỉ, hoặc là túi ở lại là cho thầy nghỉ. À. Mở cửa cho thầy vô đó. À, là bây giờ ở đây là cũng có người bảo vệ để trông coi chứ không ạ? Có một năm giờ giờ nó không. À, đó, nơi này là nếu mà thầy Minh Tuệ đi qua thì sẽ nghỉ ngơi ở đây á mọi người. Đó, cho mọi người thấy là cảnh quan ở đây cũng rất là đẹp. Đây là trên đèo Hải Vân. Đó, nhưng mà cũng một cái sự việc cũng đáng buồn là đi đó chưa biết bao nhiêu hữu lộc hữu lá nhiều chứ. Dạ. Đây. Đó, mọi người có tiền này. Thôi sớm mua xe rồi người bán xe cũng có hưởng xí này, rồi người bán nước. Đây là thầy đi đến đâu là hầu như là quán nước là nước lọc, nước suối là hết. Đồ ăn là hết sạch luôn. Rồi là nếu mà thầy mà dừng ở đây mấy quán này là nước là không còn gì luôn. Bởi vì hàng ngàn người. Chị mừng cho thấy thầy xí thôi em ơi. Dạ. Ờ chị cái tính tù lô tới có khi chị mừng không nữa chứ đừng có cần cái bón. Đó, đây là đây thầy. Hôm nay cũng rất là vui bởi vì cũng có duyên để gặp ba chị. Và thầy xí thôi. Và đi ngon qua xí cũng được. Chứ còn buôn bón chi buôn bón cả đời đâu, mệt quá gặp thầy xí. Cũng cảm ơn sự chia sẻ của ba chị ngày hôm nay ở trên đỉnh đèo Hải Vân nhá. Đó, ba chị có mong muốn điều gì không? Có mong muốn thầy sẽ đi qua đây không? Rất là mong muốn thầy qua đây, mong muốn là bà
con hơn nữa để cho thầy đi, mà con phải tránh xa, nhìn thầy chiêm ngưỡng từ xa thôi, chứ đừng có vồ vập thầy tội. À, rồi đấy, chia sẻ của mấy chị cũng là mấy chị cũng là những người phụ nữ cũng chia sẻ lên cái nguyện vọng của mình, biết được những con mến thì mình đến từ xa. Nhưng bây giờ thì thầy cũng đã gọi là đã tạm dừng ẩn tu rồi, nên là thầy có kim nhãn thêm, dừng đúng lúc, đúng thời điểm, đúng giờ giấc. Chứ thầy mà đi một hai ngày nữa rồi chắc cho là loạn luôn. Đi đến đâu là dân quá đông, không kiểm soát được. Vâng, và em cảm ơn sự chia sẻ của ba chị nha.